Xin chào quý vị các bạn. Nối tiếp series giới thiệu các linh kiện, phụ kiện liên quan đến Samsung Galaxy S5 Neo. Hôm nay kỹ thuật viên của di động cao cấp.vn xin giới thiệu các bạn một món linh kiện của S5 Neo, đó phần nắp lưng của điện thoại Samsung Galaxy S5 Neo chính hãng đã có bán tại di động cao cấp.vn. Trên tay mình đây là nắp lưng của Samsung Galaxy S5 Neo. Đó, nó sẽ có đôi chút khác biệt so với phiên bản quốc tế, do cái phần cụm chân sạc của Samsung S5 Neo là nó không có phần nắp đậy chân sạc mà nó liền như này, vẫn chống được nước bình thường. Đó, thiết kế mới hơn bởi vì S5 Neo dành cho thị trường châu Âu, thị trường đòi hỏi khó tính hơn, kỹ tính hơn. Hiện tại thì cái nắp lưng của điện thoại Samsung S5 Neo chính hãng có đủ các màu đen, trắng, vàng, xanh, xám tại di động cao cấp.vn. Khi khách hàng có nhu cầu mua mới nắp lưng Samsung S5 Neo, quý hàng vui lòng gọi điện thoại đường dây nóng 04 66750099. Kỹ thuật viên của di động cao cấp.vn sẽ chuyển nắp lưng của Samsung S5 Neo đến tận địa chỉ quý hàng yêu cầu, hoàn toàn miễn phí. Đối với những khách hàng ở xa thì di động cao cấp.vn sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh COD, quý hàng nhận hàng với thanh toán tiền cho bên chuyển phát nhanh. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu nắp lưng điện thoại Samsung Galaxy S5 Neo chính hãng tại di động cao cấp.vn. Địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại Samsung Galaxy S5 Neo hàng đầu hiện nay.